Và kính thưa quý vị, các người thân thiết đại sứ Christopher Stephen tụ họp ở thành phố San Francisco để tưởng nhớ ông. Tin từ San Francisco, California, hàng trăm người đã tụ họp trong ngày 16 tháng 10 năm 2012 để dự buổi lễ tưởng nhớ đến đại sứ Hoa Kỳ ở Libya, ông Christopher Stephen. Ông Stephen bị mất mạng trong vụ tấn công vào tháng 9 năm 2012 tại thành phố Benghazi, Libya, được tưởng nhớ tại thị sảnh của thành phố San Francisco. Trong số người có mặt là cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông George Shull, dân biểu Hạ viện Barbara Lee và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Dianne Feinstein. Trong ngày 15 tháng 10 năm 2012, trong một chuyến đi tới Lima, Peru, Ngoại trưởng Hillary Clinton nói rằng bà lãnh nhận trách nhiệm đã không bảo vệ an toàn cho đại sứ quán mà đã đưa lại sự mất mạng tới 4 công nhân Hoa Kỳ. Vụ tấn công này là một chủ đề gây ra tranh luận gay gắt giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa trong mùa bầu cử năm nay. Thành viên của câu lạc bộ Glee của trường đại học University of California đã hát bản quốc ca để mở màn lễ tưởng nhớ đại sứ Stephen. Có nhiều người đã lên phát biểu cảm tưởng về đại sứ Stephen, và trong đó có đại sứ về hưu Thomas Pickering. Đại sứ Pickering cũng là người chịu trách nhiệm điều tra vụ tấn công ở Benghazi. Bạn bè của đại sứ Stephen mô tả đại sứ là một người khiêm tốn và lúc nào cũng nghĩ tới người khác. Người chị em của đại sứ, bác sĩ Ann Stephen Sullivan, cho biết rằng đại sứ là người dễ chịu và có thể làm bạn với bất cứ ai ở bất cứ nơi nào. Bà còn nói rằng đại sứ Stephen là một người cố vấn quan trọng nhất trong đời của bà. Đại sứ Stephen, một người thông thạo tiếng Pháp và tiếng Ả Rập, đã từng làm chức vụ phó đại sứ tại Libya trong năm 2007 tới năm 2009. Vào tháng 4 năm 2011, đại sứ Stephen được điều tới Libya để điều đình giữa phe nổi loạn và phe của cựu đại tá Gaddafi. Vào tháng 8 năm 2011, với sự ủng hộ của khối NATO, phe nổi loạn đã lật đổ được chính phủ Muammar Gaddafi. Ông Muammar Gaddafi bị bắt và giết hại 2 tháng sau đó. Vào tháng 5 năm nay, Ngoại trưởng Hillary Clinton là người chứng nhận lời tuyên thệ của đại sứ Stephen trước khi ông nhận lãnh chức đại sứ Hoa Kỳ ở Libya. Thành viên của gia đình đại sứ cho biết rằng tro cốt của đại sứ sẽ được cất giữ gần các tro cốt của các thành viên khác trong gia đình tại nơi sinh của đại sứ là thành phố Grass Valley, California.